Xin chào các bạn, để mua máy hút chân không loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. A1. Hiểu rõ nhu cầu sử dụng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, số lượng thực phẩm cần bảo quản mỗi ngày tuần tháng có nhiều không? Từ đó lựa chọn sản phẩm máy hút chân không phù hợp. Máy hút chân không cầm tay, phù hợp sử dụng cho gia đình có 2, 3 thành viên. Nhu cầu bảo quản thực phẩm không nhiều. Máy hút chân không mini phù hợp gia đình có đông người hơn, thực phẩm cần bảo quản nhiều hơn. 2. Chức năng của máy. Hiện nay, với nhiều mẫu mã, thương hiệu khác nhau cho ra những dòng máy khác nhau gắn với mỗi chức năng khác nhau để đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như có máy hút chân không chỉ có hút chân không mà không hàn miệng túi. Có loại máy vừa hút chân không vừa có thể hàn miệng túi. Có loại máy cần phải có túi chuyên dụng nhưng có loại thì không cần sự khắt khe này. Có loại thì chỉ hút được đồ khô, có loại hút đồ có nước hoặc đảm nhận được cả hai chức năng. Có loại hiện đại hơn nữa thì còn có thêm chế độ cài đặt thời gian hút nữa. Trước sự phong phú, đa dạng về chức năng từ thông thường đến hiện đại, bạn cần chọn các chức năng mà mình cần ở một máy hút chân không nhé. 3. Chọn kiểu dáng, thiết kế, màu sắc. Máy hút chân không có kiểu dáng thiết kế khá giống với máy in mini văn phòng. Máy được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật. Trên thân máy có bảng điều khiển dễ dàng với công tắc nguồn, nút điều chỉnh độ dày. Các loại máy thiết kế hút được chất lỏng sẽ có thiết kế phức tạp hơn một chút do còn đi kèm các loại bình, ống đựng chất lỏng. Đối với công việc bảo quản thực phẩm, bạn nên chọn loại máy hút chân không nhỏ gọn, dễ sử dụng, hiện đại, tiết kiệm diện tích, di chuyển thuận tiện, dễ dàng vệ sinh. Máy hút chân không với thiết kế tinh tế sẽ làm cho không gian bếp của gia đình bạn có tính thẩm mỹ cao hơn. Màu sắc của máy hút chân không gia đình cũng được nhiều bạn quan tâm, thường thì các sản phẩm đơn sắc như màu trắng hoặc màu xám, đen sẽ được các gia đình ưa chuộng hơn các sản phẩm pha nhiều màu loè loẹt như cam, xanh. 4. Thương hiệu và giá thành. Chọn mua máy hút chân không cần lựa chọn các thương hiệu uy tín lớn trên thị trường, thương hiệu đảm bảo cho chất lượng, tính năng, hiệu quả làm việc, độ bền của máy. Các thương hiệu lớn sẽ đảm bảo chính sách bảo hành giúp người dùng an tâm sử dụng. Máy hút chân không giá bao nhiêu? Hiện nay, máy hút chân không dao động từ 1 đến 3 triệu đồng. Tùy theo điều kiện tài chính người dùng chọn mức giá với tính năng phù hợp giữa các thương hiệu, so sánh giá, đặc điểm, tính năng máy để chọn lựa phù hợp. Nên mua máy hút chân không ở đâu? Khách hàng cần chú ý chỉ nên mua máy hút chân không tại những cơ sở uy tín như Tiki, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim để được hỗ trợ tốt nhất. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua máy hút chân không. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một chiếc máy hút chân không phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.